khi ba tôi là người giàu nhất thế giới phòng 49. Tiểu Thanh, mày tới rồi à? Wow, đây là đâu vậy? Mày để cảm ơn mày ngày nào cũng phải nghĩ cách tiêu tiền giúp tao, nhưng tao đã xây cái công viên này tặng mày. Ừ, cảm ơn mày nha. Nhưng mà chỉ có tao với mày ở đây chơi thôi thì buồn lắm. Muốn rủ mấy bạn lớp mình tới đây chơi quá, nhưng mà hôm nay tụi nó có tiết hết rồi. Đừng có lo, cứ kêu tụi nó tới đây đi. Dù gì tao cũng là hiệu trưởng mà. Tomorrow. Lại hôm qua rủ mấy bạn đi chơi trong tiết của tôi. Dạ, là do em. Em mời. Không được, ba của nó cũng là chủ trường này, làm sao mà mời tới đây được. Để thầy tới gặp ba em. Tomorrow. Đây là đâu vậy trời? Đi có chục ngàn km rồi mà vẫn chưa tới nơi nữa. Ê, có người. Cô ơi, cho hỏi Tiểu Cường ở đâu? À, cô chủ nhà tôi đang xem TV trên nhà chính á. Ông leo qua hai ngọn núi vàng nữa là tới. Hả? 2000 years later. Tiểu Cường, thì tới nơi rồi, ba em đâu? Nhưng ba em không có ở đây. Chứ ba em ở đâu? Thầy bắt phi thuyền đến trạm phi thuyền thứ 100, sau đó ngồi tàu cao tốc đến trạm số 20, sau đó thầy lên cái tòa cao ốc ở đây, bấm thang máy lên tầng thứ 1000. Ba em đang ngồi xem TV ở đó đó. Để chị hướng dẫn viên du lịch mang số hiệu 3450 dắt thầy đi. Thôi, để lần sau đi. Thầy phải đi đến nhà em Tiểu Thanh đi.